Tôn Tẫn, số phận bi thương và kỳ tài binh pháp. Tôn Tẫn là cháu ba đời của đại binh pháp gia Tôn Tử, tác giả cuốn Tôn Tử binh pháp. Ông với Bàng Quyên là huynh đệ đồng môn, cùng học binh pháp do Quỷ Cốc Tử, tức là Quỷ Cốc tiên sinh truyền dạy. Dù Tôn Tẫn là người khiêm cung hay nhường nhịn, nhưng Bàng Quyên vẫn nhận ra tài năng của vị huynh đệ đồng môn là vượt quá xa mình. Vậy nên, Bàng Quyên đã tức tốc ngày đêm học hành rồi xin thầy Quỷ Cốc Tử cho mình xuống núi trước họ Tôn. Bàng Quyên hy vọng rằng chỉ với cách làm đó, hắn mới có thể sớm tạo lập được công danh sự nghiệp cho mình, đồng thời tránh được cái bóng quá lớn của người anh em đồng môn quá tài giỏi Tôn Tẫn. Sau khi được thầy học cho xuống núi, Bàng Quyên tìm đến nước Ngụy và tài năng của hắn đã nhanh chóng được vua nước này trọng dụng. Không lâu sau, Quyên được làm tướng quốc nước Ngụy, nắm đại quyền trong tay, nhưng Bàng Quyên chưa bao giờ yên tâm về Tôn Tẫn. Tài năng quá lớn của người anh em đồng môn này khiến họ Bàng ngày đêm nghĩ cách phải loại trừ ông cho bằng được. Một ngày, Bàng Quyên cho người mời Tôn Tẫn đến nước Ngụy, rồi tìm cớ vu vạ cho ông, khiến cho Tôn Tẫn phải chịu cực hình, chặt xương đầu gối và thích chữ lên mặt. Hắn yên chí rằng, với thân hình tàn phế đó và tội danh đó, họ Tôn sẽ không bao giờ có thể làm được tướng được nữa. Tham, tàn, độc đến thế là cùng. Nhưng kỳ tài thì cũng có kỳ trí. Tôn Tẫn nuôi ý chí trả thù Bàng Quyên vô cùng mãnh liệt. Muốn vậy, ông phải tìm được cơ hội thi thố tài năng sở học binh pháp của mình. Nghe tin sứ giả nước Tề sang Ngụy, Tôn Tẫn đã tìm mọi cách để được gặp vị sứ giả này. Và tài ăn nói của Tôn Tẫn đã khiến vị sứ giả này đồng ý đưa trộm ông lên xe để cùng về nước Tề. Đến được nước Tề, Tôn Tẫn vẫn chưa được trọng dụng ngay. Hình dung xấu xí của ông khiến cho tướng quốc nước Tề là Điền Kỵ không ưa thích. Một ngày, ông giúp tướng quốc họ Điền thắng lớn trong một cuộc đua ngựa. Kế sách đó, tức là kế đua ngựa, vẫn còn được ghi lại và được sử dụng sau hàng ngàn năm. Mưu kế như sau: Điền Kỵ và đối thủ của ông mỗi người có 3 con ngựa, với chất lượng ngựa có thể phân làm ngựa hạng 1, hạng 2 và hạng 3. Trong đó hạng 1 là mạnh nhất, hạng 3 là yếu nhất. Chất lượng ngựa của hai bên là xem, tức là tương tự nhau thôi. Vậy nên Tôn Tẫn đã mách nước cho Điền Kỵ phương pháp đua để chắc thắng. Ông khuyên họ Điền dùng ngựa hạng 1 của mình đối với ngựa hạng 2 của đối thủ, dùng ngựa hạng 2 của họ Điền đối với ngựa hạng 3 của đối thủ, và cuối cùng dùng ngựa hạng 3 của họ Điền đối với ngựa hạng 1, ngựa mạnh nhất của đối thủ. Cách làm này khiến Điền Kỵ sẽ thua trận sau cùng, nhưng sẽ thắng hai trận đầu tiên. Kế sách thành công mỹ mãn. Từ đó, Tôn Tẫn được Điền Kỵ cực kỳ nể trọng và cho cùng bàn việc quân. Từ đó, Tôn Tẫn có chỗ để sử dụng tài năng binh pháp xuất chúng của mình và để thực hiện việc trả thù Bàng Quyên. Kế để đời thứ hai mà Tôn Tẫn hiến cho Điền Kỵ là kế vây Ngụy cứu Triệu. Bàng Quyên dẫn quân tấn công nước Triệu, một nước liên minh với nước Tề. Điền Kỵ muốn mang quân sang nước Triệu giúp sức, nhưng Tôn Tẫn khuyên ông thay vì mang quân sang Triệu thì đánh thẳng vào kinh đô Đại Nương của nước Ngụy, lúc này gần như đang bỏ trống. Vụ này nghe qua thì nó khá giống với cảnh Mã Đằng đánh Hứa Đô khi Tào Tháo đang chiến với Viên Thiệu. Bàng Quyên không còn cách nào khác là đành mang quân trở lại để bảo vệ kinh đô nước Ngụy. Tôn Tẫn biết trước nên đoán đường, bố trí mai phục ở Quế Lăng, đánh cho Bàng Quyên một trận đại bại. Có sách nói là Tôn Tẫn bắt được Bàng Quyên rồi lại thả đi vì nể tình bạn học đồng môn. Nhưng riêng tôi không bao giờ tin chuyện này, vì một kẻ có ý chí sắt đá như thế, đã chịu sống như thú vật như vậy để thoát khỏi đánh vứt kẻ thù, một kẻ hiểu rõ nhân tình thế thái, thấu hiểu lòng người đến như vậy, sẽ không bao giờ tha chết cho kẻ tử thù. Và ông cũng không bao giờ tin chuyện Bàng Quyên có thể phục thiện. Đó. Kế thứ ba, kế để đời thứ ba của Tôn Tẫn là kế sách đã được kẻ hậu nhân Gia Cát Lượng copy lại, có tên là kế rút bếp. Thông thường, khi hành quân đánh trận thời xưa, số bếp nấu sẽ tương ứng với số quân đang tham gia trong trận chiến đó. Biết được số bếp nấu sẽ biết được số quân của kẻ địch nhiều hay ít, quân tình bên địch thế nào. Tôn Tẫn đã lừa Bàng Quyên đuổi theo mình và đã lập mưu giết chết kẻ thù trong trận Mã Lăng bằng kế sách rất cao minh này. Mỗi ngày Tôn Tẫn cho rút quân một quãng vài chục dặm, ông lại sai quân làm số bếp ăn giảm đi một nửa. Hôm trước là 10 vạn bếp, hôm sau giảm còn 5 vạn, hôm sau nữa giảm còn 3 vạn. Quân do thám của Bàng Quyên về báo lại khiến y tin chắc rằng quân tình phía Tôn Tẫn đang rất hoảng loạn, số quân lính bỏ đi ngày càng nhiều, nên Quyên quyết định mạo hiểm, không mang theo đại quân mà chỉ dùng quân khinh kỵ đuổi theo, muốn mau mau giết được Tôn Tẫn trong đêm. Về phía Tôn Tẫn, ông đã tính toán để có thể tiêu diệt tên đồng môn quỷ quyệt Bàng Quyên tại đèo Mã Lăng hiểm trở. Đó là một lối đi hẹp giữa hai bên sườn núi. Để tiện hình dung, bạn hãy nhớ lại cảnh Quan Vũ chặn Tào Tháo tại hẻm Hoa Dung.
Tôn Tấn còn sai quân dùng sơn trắng viết lên cây cổ thụ một dòng chữ lớn: Bàng Quyên sẽ chết ở dưới cây này. Giữa đêm tối, dòng chữ trắng to lớn đã thu hút quân mã Bàng Quyên đang mải miết đuổi theo Tôn Tẫn. Quyên vội vàng dừng lại, sai quân đốt đuốc lên để xem chữ, thì đã biến mình thành bia cho cung thủ mà Tôn Tẫn đã mai phục ở tứ phía xung quanh gốc cây. Trước khi chết, Bàng Quyên còn than rằng: Thế là ta đã làm hắn nổi danh rồi. Ghen ăn kết ở đến thế, lòng đố kỵ lớn lên vậy, thì bảo sao không làm ra những việc đại ác bất nhân để ngàn năm sau vẫn còn bị nguyền rủa cho được. Qua câu chuyện này, có thể thấy được lòng người có khi độc ác đến mức kinh hoàng. Chỉ cần anh tài giỏi hơn họ thì bất kể anh có làm gì họ hay không, chỉ cần anh tốt hơn họ thì dù anh có nói xấu họ hay không, thì anh cũng đã nghiễm nhiên trở thành kẻ tử thù của họ. Lối suy nghĩ biến thái đó thật là một điều độc dược trong kiếp nhân sinh này. Tài năng và ý chí sắt đá của Tôn Tẫn không chỉ giúp ông vươn tới đỉnh cao quyền lực, trở thành tướng quốc nước Tề hùng mạnh, trả được mối thù riêng, mà còn là gương lớn cho hậu thế. Dù số phận có bi thương, nhưng nếu kiên trì bền chí thì sẽ có ngày thành công thành danh toại.